Nhá, sau đây mình sẽ hướng dẫn cách đổ mực của máy 4000 này, 5000 này. Đây có hai lẫy này, mở cửa trước nhé. Sau đây khu vực mực đây ạ, mọi người ấn vào này. Đây là phần khóa này, đây là phần mở này. Mọi người ấn vào rồi xoay ngang giúp mình. Sau bắt đầu ấn cái lẫy, ấn lẫy kéo ra. Ok, đến lúc này thì đẩy ống mực vào trong xong rồi nhấc lên này. Ok, mọi người ra một khu vực thoáng nhé. Khu vực thoáng sẽ bắt đầu nhấc, lúc mình cái nắp này lên, giật mạnh lên trên này là có thể đổ mực vào đây được. Sau đấy thì đóng vào. Sau khi đổ xong thì đóng vào. Nặn lại, quay ngược lại bước như lúc nãy ạ. Đẩy vào thôi ạ. Và lưu ý lúc đóng vào thì cũng phải đẩy hết cỡ nhé. Đẩy hết cỡ rồi xoay dọc lên cái phần khóa. Xoay dọc lên phần khóa là xong. Cứ đẩy vào hết cỡ, xoay dọc lên phần khóa là xong. Ok ạ.